Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo Huỳnh Văn Tài, 29 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian giữa tháng 4 năm 2021, Tài nhiều lần lấy ma túy từ một thanh niên chưa rõ lai lịch về bán lại cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời. Cụ thể, ngày 20 tháng 4, tại tuyến đường Ngô Quyền, đồn biên phòng Sơn Trà phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thành phố bắt quả tang Tài đang cất giấu 34,8 gram thuốc lắc, gần 9,8 gram ketamin, giá trị gần 30 triệu đồng đi giao cho người mua. Trước hội đồng xét xử, Tài thừa nhận vì nghiện ma túy lại nợ nần, thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên có liên hệ với một người bạn quen biết trong xã hội để lấy ma túy về bán. Được biết, Tài vốn không có nghề nghiệp, lại từng vi phạm pháp luật về tội trộm cắp và cướp tài sản. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Văn Tài 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.